À, rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Phong Thủy Tài Lộc của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị có những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Và trong nội dung của video ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn những nội dung như sau. Quý vị thân mến, trong cái video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 10 loại cây phong thủy trong nhà nên trồng để chiêu tài lộc, kích hoạt vận khí cho gia đình. Thì theo các cái chuyên gia phong thủy thì nếu bạn muốn căn nhà của mình có những cái nguồn năng lượng mới và tích cực để kích thích các cái vận khí, tài bảo, sức khỏe, tinh thần thì nên chọn trồng một vài các cái loại cây trong số những cái cây này. Thì cây trồng trong nhà trong những cái năm gần đây thì dần trở nên phổ biến ở nhiều gia đình với tác dụng là trang trí, làm đẹp. Cây trồng phong thủy càng được ưa chuộng hơn với cái khả năng đem lại may mắn, tài vận và sự hưng thịnh cho các cái thành viên trong gia đình. Ở dưới đây là những cái loại cây đem lại nhiều tiền tài, gia tăng sức khỏe tốt mà gia chủ cần nên ưu tiên cho ngôi nhà của mình trong dịp. Thứ nhất là cây phát tài. Cây phát tài là một trong các cái loại cây chủ về may mắn, tài lộc. Trồng trong nhà rất có lợi cho vận trình sự nghiệp của gia chủ. Màu xanh cùng chút sắc vàng nhẹ của lá được cho là có khả năng đem lại cái nguồn sinh khí tốt cho cái không gian xung quanh. Cây phát tài phát triển tốt với cái điều kiện ánh sáng và độ ẩm vừa phải trong nhà. Hình dáng cây thẳng đứng, lá gọn gàng của cây thích hợp được bài trí ở các góc phòng, đặc biệt là phòng khách hoặc các lối đi. Thứ hai là cây kim tiền. Cây kim tiền là cái loại cây phú quý có tác dụng chiêu tài, chiêu lộc. Loại cây này hội tụ đầy đủ các cái yếu tố phong thủy bao gồm cây là mộc, trồng dưới đất là thổ, nước tưới, chậu trồng trong bình thủy sinh kim là kim, lá cây kim tiền. Có màu xanh, tròn viền, mọng căng, phù hợp cho những cái ngôi nhà có lối kiến trúc hiện đại. Kim tiền được ưa chuộng trong nhiều gia đình vì có khả năng đem lại tài lộc, sự thịnh vượng và sức khỏe, nhất là khi kim tiền nở hoa. Muốn trồng kim tiền trong nhà thì nên chọn cây có thân xanh tươi, dày chắc, phiến lá hoàn chỉnh. Ưu tiên đặt cây ở hướng đông, đông nam trong nhà. Cây thứ ba là cây ngọc bích. Dựa vào cái màu lá xanh ngọc bích hình tròn như đồng xu, viền lá màu vàng, mọng nước, cây ngọc bích còn được biết đến với tên gọi là hoàng kim ngọc diệp, cây lá ngọc cành vàng. Trong phong thủy, loại cây này là biểu tượng của sự giàu sang phú quý. Còn trong ngũ hành, ngọc bích thuộc hành kim, rất thích hợp đặt ở hướng tây hoặc tây bắc. Hơn nữa, cây ngọc bích còn mang cái ý nghĩa chiêu tài. Đặt ở quầy thu ngân hoặc máy đếm tiền sẽ kích hoạt cái năng lượng tài lộc và phát huy cao độ cái hiệu quả của nó. Ngoài ra thì lá cây màu xanh mướt quanh năm còn tượng trưng cho cái sự trường tồn bất diệt. Thứ tư là cây ngọc ngân. Ngọc ngân cũng là một trong các cái loại cây có khả năng thanh lọc bụi bẩn, đem lại không khí trong lành, thoáng đãng. Chưa kể với ý nghĩa phong thủy, loại cây này hoàn toàn có thể đem lại vận may về tài lộc, sự hưng thịnh cho gia chủ. Để phát huy tối đa hiệu quả vốn có, gia chủ nên đặt nó tại phòng khách hoặc trên bàn làm việc trong văn phòng. Năm là cây phong lan. Phong lan là một trong những loại hoa được ưa trồng rộng rãi nhất ở các gia đình phương Tây. Loại hoa này có nguồn gốc tự nhiên, mang nét đẹp vương giả, sang trọng và tinh tế. Cây phong lan được nhiều người yêu thích, đặc biệt là ở hương thơm đặc biệt. Ngoài ra, hoa còn biểu tượng của sự may mắn, của phẩm chất cao đẹp, thanh khiết. Ngoài ra, phong lan mang nét đẹp cổ điển trong phong thủy, còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở của tài lộc, sức khỏe. 6 là cây ý lan. Cây ý lan có khả năng loại bỏ các cái chất độc như là acetone, benzen, formaldehyde, trichlorothelen, giúp làm sạch không khí xung quanh. Đặt một chậu ý lan trong nhà, gia chủ có thể ngăn ngừa được nguy cơ gây bệnh từ các tia bức xạ phát ra từ các cái thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, tivi, tủ lạnh. Đối với phong thủy học thì ý lan có tác dụng làm hài hòa trường khí, hấp thu nguồn năng lượng xung khắc, cân bằng không gian sống. Thứ bảy là cây điếu lan. Điếu lan hay còn gọi là dây nhện, lan mốc hay cỏ mệnh môn. Đây là loại cây rất được ưa chuộng trong các cái gia đình nhờ khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ khí độc bụi bẩn.
Cây điêu lan được sử dụng nhiều ở các cái vị trí trong nhà như ban công, nhà bếp, cửa sổ, các lối thường xuyên ra vào. Ngoài ra thì loài cây này cũng mang nhiều cái ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy. Thứ 8 là cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ được xem là một trong số ít các loài cây có khả năng hấp thụ khí độc tốt. Theo phong thủy học thì lưỡi hổ trồng trong nhà còn có tác dụng giải trừ tà ma, hóa giải trường khí xấu, đem lại sự bình yên và thoải mái cho các cái thành viên trong gia đình. Hình dáng cây cứng cáp, chắc chắn còn biểu trưng cho sức mạnh cá nhân. Đối với chậu lưỡi hổ nhỏ, gia đình có thể đặt trên bàn làm việc, còn đối với những cây có kích thước lớn thì nên đặt ở góc phòng. 9 là cây phất dụ. Cây phất dụ được bán theo cành. Theo đó, với số lượng cành khác nhau sẽ mang đến những ý nghĩa phong thủy không giống nhau. Loài cây này khi mua được tạo hình theo ý muốn, chẳng hạn như là bình hoa, chiếc thuyền, tiểu cảnh, tùy thuộc vào cái mục đích cũng như là cái phương hướng sử dụng mà gia chủ lựa chọn cho gia đình, hình dáng cây phù hợp. Trong phong thủy thì phất dụ mang ý nghĩa tốt đẹp về tài lộc, sự thịnh vượng và cát lành. Và cây thứ 10 đó là cây sen đá. Trong phong thủy thì sen đá Phật Bà được rất nhiều người ưa chuộng, sử dụng cho ngôi nhà của mình nhờ cái khả năng chiêu tài lộc, may mắn. Thêm nữa thì loài cây này thích nghi tốt với môi trường trong nhà nên không cần phải chăm sóc nhiều. Loài cây này không chỉ tạo cái sự thông thoáng mát mẻ cho không gian sống mà còn đem đến cho gia chủ cái sự thịnh vượng cát tường. Ngoài ra thì sen đá Phật Bà còn là cái biểu tượng cho sự kiên cường bất khuất. 10 loài cây phong thủy trên đây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cái việc mà chiêu tài, gia tăng sức khỏe cho các cái thành viên trong gia đình. Tuy nhiên thì bạn cũng cần lưu ý rằng các loài cây xanh chỉ có tác dụng trong việc mà thúc đẩy các cái vận khí tốt, góp phần gia tăng các cái nguồn năng lượng tốt và hạn chế các cái nguồn năng lượng tiêu cực, chứ không phải là cái điều kiện chủ đạo để giúp gia chủ thăng hoa. Vì thế mà bạn đừng đặt nặng vào các cái yếu tố thành bại trong phong thủy khi trồng các loại cây này, mà trước hết hãy thoải mái lựa chọn để trang trí nhà cửa, thanh lọc bầu không khí, đem lại cảm giác thoải mái, thoáng đãng cho không gian sống. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về 10 loại cây phong thủy nên trồng trong nhà để chiêu tài lộc, kích vận, cái vận khí của gia đình mình. Xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Phong Thủy Tài Lộc hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.